Xin chào anh em nhé. Đấy, anh em đi chơi sóc đĩa, bát đĩa anh em đưa vào kiểm tra hoàn toàn là ok. Đấy, đĩa và quân vị thì hoàn toàn là xanh chín. Anh em đi chơi này, anh em sóc. Đấy, anh em có thể là anh em sóc hoặc anh em đưa cho người khác sóc cũng được, hoàn toàn là ok. Ba đen này, 100% này. Đó, tiếp tục cho anh em này. Đây. Đấy, anh em sóc cũng được mà đưa cho người khác sóc cũng ok, hoàn toàn là thoải mái luôn anh em nhé. Đấy, bốn đen này, anh em thấy không ạ, rất là chuẩn xác này. Đấy, sắp đôi. Đấy, anh em mà đi chơi sóc đĩa mà anh em biết được chuẩn như thế này thì cực kỳ là ok rồi. Đấy, chắc chắn anh em sẽ giành chiến thắng rồi, đúng không ạ? Anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, 0937 60 44 44. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhé. À, test tiếp cho anh em một vài ván nữa này. Đấy, ba trắng rất là ok cho anh em thấy không? Test tiếp này, ba đen. Đấy, tất tay ba đen ván này. Đấy, anh em có thể là người sóc cái hoặc anh em người chơi đều được, anh em đều có thể biết được chẵn lẻ trong đây. Đấy, chuẩn là 100% luôn anh em nhé. À, đấy, tứ tử trắng rất là ok cho anh em. Đấy, thì hiện nay bên mình đang có chương trình khuyến mại. Đấy, anh em chỉ việc là đăng ký kênh, kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho mình. Đấy, là bên mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái bộ sản phẩm, đó chính là bộ máy phím rung cho anh em. Đây là bộ phím rung để cho anh em đi chơi sóc đĩa, tài xỉu. Đấy, anh em phím với nhau nhá. Đấy, cái bộ phím rung này nó có tác dụng gì? Ví dụ như anh em đi chơi sóc đĩa này, đấy, anh em phím với nhau, ví dụ anh em biết là 100% ván này về chẵn thì anh em bấm rồi, anh em thấy không, nó sẽ rung. Thì một người cầm khiển để phím, còn một người cầm cái này. Thì cái bộ sản phẩm này nó chỉ giá 500.000 và bên mình sẽ tặng hoàn toàn miễn phí cho anh em nào mà đăng ký kênh và kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình anh em nhé. Đấy, và cái bộ sản phẩm mà mình vừa sử dụng ở đây là gì thì chắc là nhiều anh em cũng thắc mắc và tò mò, thì mình sẽ nói luôn với anh em. Thì cái bộ sản phẩm mình vừa sử dụng ở đây đó chính là một chiếc bát camera tàng hình không tang mới nhất năm 2023 hiện nay. Đấy, chiếc bát camera tàng hình không tang này khi anh em đi chơi sử dụng, anh em có thể cho người ta kiểm tra thoải mái, soi đèn thoải mái, không khác gì một cái bát rượu bình thường. Test thử nam châm các thứ hoàn toàn ok. Đó, anh thấy bát làm cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, thì đây là bát của bên mình tự làm ra, cho nên là bên mình sử dụng những cái sản phẩm chất lượng nhất đấy đem đến tay anh em. Đấy, nó đã được sử dụng cái dòng mắt camera mới nhất hiện nay, đem lại hình ảnh cực kỳ nét anh em nhé. Một cái bộ sản phẩm này thì khi anh em đi chơi sử dụng nó sẽ bao gồm cho anh em những gì? Cái thứ nhất là bát đó, cái thứ hai là đế sạc không dây. Đấy, đế sạc không dây cực kỳ tiện lợi cho anh em này. Đấy, và đi kèm theo nó là sẽ có cho anh em là một cái màn hình soi, anh em có thể sử dụng cho mình một chiếc màn dây như thế này hoặc một chiếc màn điện thoại như thế này, khoảng cách bắt được cho anh em là 15 mét đổ về anh em nhé. Đấy, anh em đứng cho khoảng cách 15 mét là anh em có thể bắt được, hoặc anh em có thể sử dụng cho mình kèm theo là một cái bộ sản phẩm bắt trực tiếp vào chiếc điện thoại anh em đang dùng đây. Đó, đây là bộ sản phẩm bắt trực tiếp vào cái điện thoại anh em đang dùng để giúp cho anh em đi chơi sử dụng thì trong người anh em không có tang tích gì anh em nhé. Đấy, anh em nhanh tay liên hệ đến số điện thoại hotline trên màn hình này là anh em sẽ được tặng kèm một cái bộ phím rung. Đấy, khi mua sản phẩm trị giá 500.000 cho anh em và rất nhiều phần quà ưu đãi khác. Thì về cái bát hình này ấy, thì nhiều anh em sử dụng rồi và nhiều anh em cũng chưa sử dụng. Đấy, nó đem lại độ hiệu quả cho anh em như thế nào? Cái thứ nhất là nó đem lại độ hiệu quả chuẩn xác 100% cho anh em. Anh em đưa vào sân chơi sòng sới thì chắc chắn với anh em rằng là 100% anh em sẽ là người giành chiến thắng. Tại vì sao? Tại vì là anh em có thể là nhìn thấy ở trong bát nó có những cái gì. Đây, mình sẽ đặt cho anh em xem này. Đó, thì đối với một chiếc bát hình camera không tang này thì anh em sẽ có hai dòng. Cái dòng thứ nhất là dòng có khiển như thế này. Đối với cái dòng có khiển như thế này, thời gian sử dụng của nó sẽ cực kỳ lâu. Thời gian sử dụng của một chiếc
khiển bát khiển như thế này nó sẽ lên đến 4-5 tiếng cho anh em, rất là ok anh em nhé. Còn có một cái dòng khác là dòng bát tự động. Dòng bát tự động thì thời gian sử dụng của anh em sẽ là khoảng tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Và nó khác nhau những cái gì thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline này là mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Đấy, và mình sẽ cho anh em cùng xem ở trong bát có cái gì này. Anh em thấy không ạ? Bấm khiển lên phát là anh em có thể nhìn thấy trong bát. Đấy, là nó có cái những cái gì. Đấy, cực kỳ là nét luôn anh em nhé. À, ví dụ như mình sẽ sóc cho anh em đây này. Đấy, anh em chỉ việc bấm khiển là nó sẽ tự động nó hiện lên trên màn hình. Anh em thấy không ạ? Ba trắng cực kỳ là rõ nét luôn. Rất là ok cho anh em. Đó, riêng về độ chuẩn xác của con bát này thì không phải lo lắng gì anh em nhé. Nhiều anh em bảo ấy, bát bây giờ thì anh em đi chơi không may người ta đập ra đấy thì là sẽ phát hiện ra đầm cái màn hình đúng không ạ? Thì mình sẽ nói luôn anh em này, bát của bên mình được làm rất là chắc chắn. Đấy, tất cả các cái phần camera và linh kiện điện tử là bên mình sẽ làm đúc trực tiếp vào cái đít này đấy, và cái vành bát này. Chính vì thế là khi anh em ấy sử dụng bát mà không may nó có vỡ ra, nó chỉ vỡ vào những cái chỗ xung quanh này thôi, nó sẽ không bao giờ nó vỡ vào cái phần vành bát này anh em nhé. Nên là anh em yên tâm với mình là rất khó phát hiện ra, mà như anh em thấy được cái độ hiệu quả nó đem lại nó như thế nào. Đấy, nên là rất là yên tâm cho anh em. Bên mình là bên một xưởng sản xuất bát đấy của nhà làm ra, nên là giá thành của nó sẽ rất là rẻ. Anh em nhanh tay liên hệ đến số hotline để được nhận cái giá ưu đãi nhất. Tất cả các mẫu mã bên mình đều có thể làm được cho anh em. Như anh em nhìn thấy ở đây, một mẫu bát nhựa xanh đúng không ạ? Đấy, hoặc ví dụ như là đây, một mẫu bát nhựa trắng tinh, anh em có thể thấy mẫu bát nhựa trắng tinh này cũng rất là nét cho anh em này. À, đó, anh em thấy không ạ? Cực kỳ nét luôn. Loại nào nó cũng nét như thế anh em nhé. Đấy, hoặc ví dụ như là rất là nhiều mẫu bát khác là bên mình đều có thể làm được. Anh em chỉ việc là kết bạn nhắn tin qua Zalo gửi mẫu bát cho bên mình là bên mình làm hoàn toàn theo yêu cầu của anh em hết. À, bát nào cũng nét như nhau luôn. Đấy, anh em thấy không? Bát nào cũng nét như nhau rồi, cực kỳ là ok. Đấy, tất cả các mẫu bát, từ mẫu bát nhựa, mẫu bát sứ, mẫu bát sành, đấy, Loaco Long Phương hay là mẫu bát trắng tinh, mẫu bát hoa, bên mình đều có hết. Anh em cứ nhanh tay kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình là sẽ được tư vấn và hỗ trợ. Đấy, và về cái dòng sản phẩm này thì khi anh em đi chơi sử dụng, anh em có hai cách để anh em sử dụng. Thứ nhất là anh em làm cái, đấy, anh em làm cái anh em sóc, anh em làm cái anh em sóc xong thì cần có người làm kỹ thuật cho anh em. Một người ngồi ở ngoài, người ta cầm cái màn như thế này ở khoảng cách 15 mét đổ về, hoặc người ta có thể cầm một cái bộ kết nối như thế này. Đối với bộ kết nối này thì anh em có thể sử dụng cho mình ở trong cái khoảng cách là hàng nghìn km tất cả sao, tức là anh em ngồi chơi ở Hà Nội, anh em ở trong Sài Gòn anh em làm kỹ thuật cũng được. Đấy, anh em xem ở trong Sài Gòn xong anh sau đó anh em báo ra Hà Nội cũng được, hoàn toàn ok. Đấy, khoảng cách thì không giới hạn. Thì về đấy là đối với người làm cái thì anh em có thể là cần một người làm kỹ thuật đấy để anh em báo phím cho nhau. Hoặc ví dụ như là anh em làm tay em, tay con, anh em người chơi thì anh em có thể là xem trực tiếp, ví dụ như khi cái người ta sắp xong như thế nào. Đấy, anh em có thể bấm xem trực tiếp này. Đấy, là anh em đã biết là nó về gì. Ví dụ như đây, anh em bấm phát anh em biết nó về ba đen đúng không ạ? Đấy, về ba đen thì anh em đánh tất tay lẻ phát này thôi đúng không ạ? Đấy, ngoài cái bộ sản phẩm bát camera này ra thì bên mình là kinh doanh tất cả các cái dòng sản phẩm liên quan đến cờ bạc bịp, ví dụ như là sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu, bài lá. Anh em có nhu cầu về bộ sản phẩm nào thì anh em có thể là vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0937604 đấy, hoặc anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm tốt nhất về các cái bộ sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở cho anh em lựa chọn. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội cho những anh em nào ở tỉnh phía Bắc miền Trung đấy, và cơ sở số 2 là ở quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, thì dành cho những anh em nào miền Tây, miền Nam. Đấy, anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm này hoàn toàn miễn phí. Đấy, để cho anh em là cảm nhận được cái mức độ uy tín và chất lượng sản phẩm của bên Tấn. Anh em đến chơi, anh em thử đồ, ok ưng thì anh em lấy, không thì em không mất bất kỳ một khoản phí nào anh em nhé. Đấy, còn những anh em nào ở xa, anh em không có điều kiện đi lại hoặc anh em bận, anh em có thể đặt hàng. Bên Tấn sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Anh em nhận hàng, được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền rất là ok, thoải mái cho anh em. Đấy, uy tín đặt lên hàng đầu anh em nhé. Cuối video cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.